Chúc mừng bạn giàu có từ hôm nay. Trong cuộc sống, chúng ta thường quá bận rộn với việc làm giàu mà quên đi rằng sống giàu thực ra có nghĩa là sống một cách viên mãn. Nghĩ về việc mình có một cuộc sống đẹp, nghĩ về việc mình sống đẹp, liệu chúng ta đã từng để ý đến điều này? Có nhiều khi trong cuộc sống mình quá bận rộn đối với vấn đề làm giàu mà quay mất là mình phải sống giàu. Sống giàu ở đây là gì? Sống giàu là sống một cách viên mãn. Mình sống đẹp, mình có một cuộc sống đẹp giống như mình rất thích cái đề tài là làm thế nào để kiếm tạo một cuộc sống đẹp như mơ. Đẹp như mơ đâu cần thiết phải có nhiều tiền. Đẹp như mơ là mình sống một đời sống mà có thể nhiều người khác, người ta có đủ điều kiện nhưng người ta không làm được mình chỉ. Ngay cả những người có thật nhiều tiền ví dụ như mỗi buổi sáng mình chỉ dậy, mình chỉ đi bộ qua một cái khu nào đó có cây, có cối. Mình chỉ nghe chim hót, mình chỉ thưởng thức những cái thú vui khi mình chỉ hòa mình vào thiên nhiên rồi sau đó mình chỉ tập thể dục mình chỉ về mình chỉ ăn được buổi sáng cái món ăn mà các bạn thích như là nếu bạn ngồi ở đường sách nó nằm sát bên nhật ở đức bà bạn có thể ăn một bú bò huế ở đường sách có một ly cà phê ngon ở trong đó có một quán cà phê ở phía đường hai bà trưng cà phê rất ngon và bạn có thể đọc những cuốn sách hay đối với bạn đó là thiên đài đối với bạn đó là cuộc sống mà nhiều người không làm được